À, xin chào, mình tên là Duy, hiện tại mình đang làm nhân viên kinh doanh tại công ty bất động sản Unihome. Và tính đến thời điểm hiện tại là mình vô công ty được hơn 10 tháng. Trước khi làm bất động sản thì mình làm bên ngành F&B. Thì bởi dịch Covid năm ngoái cho nên là cái ngành du lịch bị ảnh hưởng. Đó là lý do để mình muốn thay đổi và mình tìm công việc mới. Thì khi mình lướt Facebook á, thì mình thấy công ty Unihome đang tuyển dụng và mình apply vào. Công việc cũ và công việc mới nó khác nhau hoàn toàn luôn. Cái công việc mới này nó giống như là mình phải bắt đầu từ con số 0. Và mình trước đó mình chưa có bao giờ có tìm hiểu về cái ngành bất động sản này hết. Thì khi mình vào đây á, nó có nhiều cái khó khăn lắm. Và mình phải học lại từ đầu. Nhưng được một cái may mắn đó là các sếp tại công ty Unihome hỗ trợ rất là nhiệt tình, chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho mình và mình cảm thấy đó là một điều may mắn cho mình bước vào công ty. Từ khi bước chân vào công ty này thì tính đến bây giờ là mình phát sinh được 5 giao dịch. Và đó là một điều khá là may mắn đó. Nhưng cũng một phần là nhờ sự hỗ trợ của các sếp nữa và các anh chị leader. Mục tiêu và kế hoạch của mình đó là mình muốn trở thành giám đốc sàn. Và cái kế hoạch sắp tới để mình phải phát triển, để mình đạt được cái mục tiêu đó thì mình cần phải trau dồi thêm kỹ năng và kiến thức về ngành bất động sản. Và mình xác định ngành bất động sản là một ngành mình muốn gắn bó lâu dài với ngành này để mình phát triển lên. Có một câu nói mà Duy rất thích, đó là khi bạn suy nghĩ tích cực thì những điều tích cực sẽ đến với bạn. Unihome, xây dựng bản lĩnh, kiến tạo ước mơ.